Xin chào, tôi là Nguyễn Văn Hùng. Tôi xin chia sẻ bài học của mình trong chương 7 sách luật hấp dẫn. Trong chương 7 thì dựa cho tôi một bài học rất là thú vị. Đó là cái việc chúng ta học tập như thế nào thì là hiệu quả nhất. Có phải đến từ cái việc mà chúng ta ghi chép, đến từ cái việc ghi nhớ hay không? Không. Ở trong chương 7 thì tôi học được một điều rằng trong cái cuộc sống này, khi mà mình tiếp cận một cái điều mới, việc của chúng ta nó gì ạ? Không phải là cố để ghi nhớ nó, mà gì ạ? Tôi cố gắn cái cảm xúc của ta vào cái công việc đấy, vào cái điều mà chúng ta học được đấy. Ví dụ như khi tôi trực dung, khi tôi mới vào Minh Trí Thành và trực dung, thì khi đó thì tôi có bắt được một keyword là đỉnh cao của cuộc đời là sự hòa hợp. Và tôi thấy wow, nhưng là thật là tuyệt vời, và tôi phải áp dụng nó ngay. Và như vậy là gì ạ? Mỗi khi vấn đề đến với tôi thì tôi lại nhớ về cái khoảnh khắc đấy, và tôi áp dụng nó vào trong cái vấn đề của mình. Và ngay lập tức thì tôi sẽ không lựa chọn việc làm tổn thương người khác nữa, mà tôi sẽ lựa chọn là gì ạ? Mình nỗ lực để có thể gì ạ? Đạt được cái sự hòa hợp với mọi người. Và tôi đã làm được rồi. Điều này rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Đấy, đây là bài học của tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào.